Alo, chào các bạn. Chúng ta đến với phần video tiếp theo. Thì ở trong cái phần video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi chúng ta sẽ cùng nhau đi tạo một cái phần dim nhá. Tạo một cái phần dim quy chuẩn để chúng ta dùng cho toàn bộ các bản vẽ sau này. Đấy. Thì để tạo một cái phần dim quy chuẩn ấy thì nó rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ từ text style ban đầu, các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có text style để tạo rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng luôn để tạo ra một cái dim. Để tạo ra một cái dim quy chuẩn thì nếu mà các bạn có thể đánh lệnh D để chúng ta hiện lên cái bảng để chúng ta tạo dim. Còn trong trường hợp mà bình thường các bạn ở trong bản vẽ thì mình hay hay sử dụng như này, mình đánh lệnh D thì mình đang chuyển nó thành dim linear rồi để cho nó nhanh. Cho nên là mình sẽ bấm một cái biến biểu tượng này. Bình thường thì khi mà các bạn làm một bản vẽ thì mình sẽ chuyển nó sang một cái bản vẽ mà nó chưa có gì đi để cho các bạn dễ hình dung hơn nhé. Chuyển sang bản vẽ chưa có gì, giả sử như thế này thì đây hoàn toàn là một bản vẽ nó trắng trơn. Đấy, nó chỉ có một số dim quy chuẩn của máy có sẵn. Thì thằng này thì các bạn cũng hơi bị khó dùng, cho nên là đây chúng ta sẽ tạo một cái dim mới dành cho cái kiểu tiêu chuẩn Việt Nam của chúng ta. Ở đây khi mà các bạn bấm vào, các bạn đánh lệnh D thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Trước tiên thì chúng ta có thể chọn standard để chúng ta làm mẫu, và chúng ta sẽ bấm new để chúng ta tạo ra một cái dim mới. Cái dim này thì bởi vì chúng ta sẽ tạo từ lệ 11, cho nên là các bạn đánh sửa tên, có thể là đánh D1 chẳng hạn cho mình. Trường hợp mà các bạn muốn nó tách biệt để nó không bị trùng lặp thì các bạn có thể sử dụng như kiểu là phương TK như này. Sau đó các bạn đánh là D1, mới đánh D1 sau. Thì cái thằng ký hiệu phía trước này nó sẽ phục vụ cho các bạn cái phục vụ là cái việc mà chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn với các dim khác. Giả sử như đâu lại có nhiều bạn cùng dùng dim D1 thì nó sẽ lẫn nhá. Đây chúng ta sử dụng như này. Đấy, theo bản quyền của các bạn. Đầu tiên thì chúng ta vào phần text để chúng ta chỉnh thằng này. Thằng này thì nó sẽ bằng chiều cao của text ghi chú, thì tùy vào khổ giấy cái thằng này nó sẽ nhảy theo. Bình thường mình đang dùng khổ A3, mình thường để cái chiều cao text bằng 2, và nhớ là các bạn sẽ phải có một cái text style khác nhá, đừng có dùng standard. Thì trong trường hợp này mình sẽ vứt đại một cái phần cái này ra trước đã. Xin lỗi các bạn, mình sẽ vứt cái một cái textile ra để nó có đã, giả sử như bộ layer này mình vứt ra đây đã. Thì mình đang có thêm một cái textile này. Ở đây trong này mình đã có thêm textile rồi. Ok, vào đây nhá, chọn lại này, bấm new này, thằng này p tk, sau đó mình đánh là D1 đây, hoặc là các bạn đi dim chuẩn tùy các bạn nhé. Rồi start rồi, vào đây chúng ta đây chọn textile khác, nhớ là đừng để standard nhé. Rồi ok, thằng này màu thì các bạn có thể tùy chọn, nếu các bạn thích thành màu xanh cũng được. Ở đây thì để none. Rồi thằng này các bạn để ở bao để nó nhảy lên phía trên như thế này, thằng này thì để nguyên, thằng này bấm vào giữa để cho nó ra một thằng như này. Đoạn này thì các bạn để không khoảng 0.6 cho mình nhé. Đây chiều cao text các bạn để bằng 2, thấy chưa? Chiều cao text thì lúc ấy mình nói rồi, nó sẽ bằng với chiều cao của text ghi chú, cho nên là các bạn cứ để bằng 2 cho mình cái đã, được chưa? Rồi. Rồi chúng ta chuyển sang cái tiếp theo là cái symbol và around này. Thì các bạn chọn architect cho mình. Trong trường hợp mà các bạn dùng cơ khí thì có thể là dùng mũi tên nhé. Đấy. Rồi, thằng này các bạn để cho mình là 0.8. Được chưa? Đấy, nó phù hợp vào đây. Tiếp theo ở trong đường line này. Đường line thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng bilayer để chúng ta quản lý nó dễ hơn. Để hiện bilayer thì nó sẽ hiển thị theo layer ở bên ngoài. Được chưa? Thằng này, nếu mà các bạn dùng fix chân dim thì các bạn còn chọn thằng này có thể để 1, thằng này để 1, thằng này để 0. Còn thằng này fix chân dim các bạn để 7 cho mình. Cái này thì mình sẽ giải thích khi mà vào các phần khác. Đấy, cái là để 7 nhá. Và phần cái chuẩn chuyên đề về trình bày bản vẽ thì mình sẽ nói thằng này thêm cho các bạn. Trước tiên thì các bạn cứ tạo giống hệt như mình cái đã. Rồi. Rồi và phần fit ở đây thì nhanh nhất là các bạn chọn annotative. Được chưa? Chọn annotative là xong. Rồi, sang đến thằng cuối cùng thì chúng ta chọn nó thành tròn số. Còn trường hợp mà các bạn muốn sau dấu phẩy 1 hay 2 số 0 thì tùy các bạn nhé. Đây thì mình để tròn số. Đấy, để như này. Vậy là xong. Ok, vậy là chúng ta đã tạo xong một cái dim. Dim này thì nó sẽ bé xíu á. Đấy, nó bé xíu. Chưa? Rồi. Ok, tạo một dim xong thì thôi, tốt nhất là ở trong cái bản vẽ mẫu của các bạn nếu có nhé. Ví dụ như này, ở trong bản vẽ mẫu này. Một bản vẽ mẫu như này thì các bạn nên dim nó ra một cái. Đấy, một bản vẽ mẫu kiểu như này thì chúng ta có thể dim đại nó ra đây. Giả sử như mình có D1 ở đây đúng không? Mình dim đại nó ra này.
Bản chất là chúng ta giữ lại cái dim này, nó không bị mất đi khi mà chúng ta PU các thứ ấy, nó không bị mất đi mà nó giữ lại cho chúng ta. Rồi sau này khi mà dùng thư viện, các bạn có thể vứt cái dim này vào đây. Đây nhá, mình vứt cái dim này vào đây này, thì mình đã có sẵn rồi. Đây này, ví dụ như mình có những cái thằng này đấy, thì mình có thể rất là dễ để mình làm. Có những thằng này, giả sử như D1 đây của mình nhá, mình chọn nó lại một chút này. Ngày xưa thì không dùng annotative, bây giờ thì mình chọn này, trở trong feed chuyển thành annotative. Đấy chưa? Đây. Annotative. Và sau này khi mà các bạn dùng thì còn chỉ cần chọn tỷ lệ như thế này thôi, rất là dễ. Chúng ta chọn tỷ lệ ở đây, giả sử như 1:30 thì chúng ta chọn thằng dim này. Các bạn ra dim. Này. Thằng dim này, D1 luôn á. Đây. Bây giờ giả sử như mình check thằng này nhá, thằng này đang có tỷ lệ là 70 đúng không? Thì mình chỉ cần chuyển tỷ lệ ở đây là 70 thôi. À, không có tỷ lệ 70 à? Xem có thằng nào có sẵn không? Thằng này đang là 35, thằng này cũng không có luôn. Đó. Thằng này 70 đúng không? Đây, thì có mình làm một cái ví dụ cho các bạn hình dung. Ở đây thì mình có thể là add thêm tỷ lệ 1 70. Cái này thì các bạn sẽ thấy mình làm rất nhiều lần ở sau này, nếu mà các bạn nếu mà mình add thêm tỷ lệ nhá. Ok, 170, ok. Đây. Bây giờ ở dưới này thì mình chọn tỷ lệ 170 chẳng hạn. Đâu rồi, đây. Đó, thì nó sẽ phù hợp với thằng này. Đây. Một là chúng ta nhặt ở đây ra nếu mà chưa có sẵn, còn thứ hai nếu mà có sẵn rồi thì các bạn chỉ cần chuyển thành D1 và các bạn đi thôi. Nó sẽ ra đúng cái tỷ lệ mà các bạn mong muốn nhá, hai thằng này. Được chưa? Đấy, ở trong bài tỷ lệ thì mình sẽ nói rõ hơn rất nhiều thằng này. Ok. Trong phần video này thì chỉ thế này thôi. Các bạn nhớ làm bài tập và tạo sẵn cho mình một cái phần dim này để chúng ta sử dụng cho toàn bộ các phần tỷ lệ sau này nhá. Tất cả các loại tỷ lệ luôn. Ok, cảm ơn các bạn.